Khánh Vy nữ hoàng ngôn ngữ, bắn tiếng Hàn, Trung đùng đùng, cộng đồng mạng đua nhau đặt tên con y vậy. Khánh Vy ngày xưa nói tiếng Hàn, Trung. Tiếng Hàn lâu. 안녕하세요. 초승한데 부끄러운데 속으로 지금만 가면 안 됐어. 땡 좀 라우. 아, 샤샹. 샤샤하. 시원도와 시원도 피치코. 시원도 하파 샤오챵. Khánh Vy bây giờ. 맞습니다. 일단 예단하신 연기로 작품 만들어 주셔서 너무 감사드리고 좋습니다. 와, 네. 환영, 환영. 맞아요, 姐姐. Oh my god! Wow! Từng là cô gái gây bão với 7 thứ tiếng thì Khánh Vy ở tuổi 24 đã tự tin tăng level bắn trực tiếp với người Hàn, Trung luôn. Trong một đoạn clip Khánh Vy chia sẻ thì cô giao tiếp tiếng Hàn tại buổi phỏng vấn các ngôi sao xứ sở kim chi như Lee Byung-hun, Park Seo-joon và Park Bo-young. Khánh Vy có vẻ hơi run và hồi hộp nhưng vẫn nói tròn vành rõ câu làm các sao Hàn đều háo hức. Theo đó, cô nàng tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Hàn. Sau đó, Khánh Vy dành lời khen cho sản phẩm của các sao Hàn. Trước màn nói tiếng Hàn của Khánh Vy, nhiều người bày tỏ những lời có cánh bây giờ đã vô tác dụng với Khánh Vy rồi. Nói sao thì cô nàng vẫn càng ngày càng giỏi, không thể dùng từ gì để diễn tả. Quá hãnh diện khi có một thế hệ Gen Z đáng tự hào như Khánh Vy. Sao mà tài giỏi vậy trời, ngưỡng mộ chị quá đi. Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Hàn, em còn nói được tiếng gì nữa mọi người. Gì mà vừa đẹp vừa giỏi vừa dễ thương vậy trời. Đặc biệt, có người còn đua nhau đặt tên con là Khánh Vy để lấy vía nữa chứ. Sắp sanh con gái rồi sẽ đặt tên là Khánh Vy, hy vọng giỏi như vậy. Đẻ con gái sẽ đặt tên Khánh Vy, quá mê bạn này rồi. Hai vợ chồng mình đặt tên cho con gái là Khánh Vy, mong con lớn lên xinh đẹp, giỏi giang như bạn. Trước đoạn clip tiếng Hàn thì Khánh Vy còn bắn thêm tiếng Trung với một cô gái xứ tỷ dân làm khán giả không khỏi ngưỡng mộ và thắc mắc cái gì Khánh Vy cũng giỏi, liệu có cái gì là nhược điểm của cô nàng không ta? Có người thì gọi Khánh Vy là nữ hoàng ngôn ngữ và đúng chuẩn 10 điểm không có nhưng. Cộng đồng mạng còn nói cỡ Khánh Vy xứng đáng có 10 anh người yêu. Khánh Vy chia sẻ là được gia đình phát hiện có khả năng học ngôn ngữ từ bé. Cô nàng tiếp cận các bộ phim nước ngoài từ lâu nên hay nói nhại lại. Sau này Khánh Vy được mẹ đưa đi học tại trung tâm ngoại ngữ, cô nàng được phát triển thêm hơn nữa. Với khả năng ngôn ngữ tốt thì Khánh Vy rất hay đi phỏng vấn những ngôi sao nổi tiếng ở nước ngoài. Có lần cô đã đánh giá bản thân có IELTS 10.0 và Khánh Vy còn từng gây chú ý khi phỏng vấn Charlie Puth. Trình độ tiếng Anh hiện nay của Khánh Vy ở mức độ như thế nào? Là cũng tạm được anh ạ. IELTS mấy chấm à, này? À, hay là... chấm. Anh nghĩ bây giờ phải 9,75 rồi. 10 chứ. Tạm được anh ạ. 10 à? I've been waiting for forever. It feels like an eternity. Yeah, it does feel like an eternity, doesn't it? Khánh Vy nổi lên từ clip nói 7 thứ tiếng là Thái, Hàn, Trung, Nhật, Anh, Ý và Việt Nam dài 4 phút hồi năm 2016. Thời điểm đó, Khánh Vy đã học tiếng Trung, tiếng Hàn, Anh. Ngày xưa có người thì cho rằng Khánh Vy nói không hiểu. Còn có người thì hiểu. Trong đoạn clip ngày xưa cũng giới thiệu rằng cô có tiếng Trung lậu, tiếng Hàn lậu thì chắc Khánh Vy cũng chỉ mới chập chữ học. Còn sau nhiều năm với các clip nói chuyện trực tiếp với người Hàn và Trung mà đối phương cũng hiểu thì chứng tỏ trình độ bắn ngôn ngữ này của Khánh Vy đã được nâng tầm rồi. Còn bạn thấy sao về khả năng ngoại ngữ, đặc biệt là trình bắn tiếng Hàn, Trung của Khánh Vy, hãy bình luận cho Gian biết nhé.